khởi động. IOP bay. Đây, chúng ta đã đến dưới chỗ tổ 4 và xem dòng sông Nho Quế nhé. Dòng sông Nho Quế chuẩn bị hiện ra trước mắt chúng ta. Bay qua một làn sương mờ rất là ảo diệu luôn. Wow, quá đẹp. Mình xin mời quý vị khán giả xem qua cái tuyến đường đấy, từ hôm đổ đến giờ cũng được khoảng 200, gần 200 mét. Thôi anh em chịu khó tí nhá, cố gắng làm cho đẹp tí nhỉ. Đây hôm em Hậu em đã làm cái phần móng căn cho hết bà con rồi. Đấy mọi người xem, em Tính đang tập hàn. Đấy, Tính chuẩn bị làm thợ cơ khí được rồi nhỉ, Tính nhỉ. Nào các nguyên xin tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại mình đang có mặt tại bãi đá của thung lũng Cán Lủng. Hôm nay thì máy xúc là lên trên này để múc bột đá xuống dưới đường để chuẩn bị công tác đổ đường. Vì hôm nay sẽ nghỉ đổ đường một hôm, tại vì cái máng để trộn bê tông nó bị thủng mọi người ạ. Anh em mình ngày hôm qua thì đã mang ra ngoài huyện để hàn lại, vá lại, để chiều ngày hôm nay chuyển vào sáng ngày mai đổ tiếp. Bây giờ là máy múc là đang múc lại cái đất ở dưới này để chuyển xuống dưới chỗ cái đoạn đường lồi lõm này mọi người, để đắp lại để làm sao cho nó phẳng, đổ đường bê tông cho nó chuẩn. Đấy, hôm anh em mình đang múc hết cái phần ở dưới ra đây để tí nữa là chuẩn bị múc xuống dưới đường. Chào Xính nhá. Ơi, chào anh em nhá. Máy làm sao đây anh Nú? Nó trùng dây à? Hả? Nó trùng dây à? À, lại căng lại dây gì? Đấy, xong là ngày mai anh là xong là được hết tháng rồi đấy. Để ngày mai vào em thanh toán tiền lương cho anh nhé. Mọi người như mình phải thuê thêm một anh Nú này. Anh ấy quản lý cái bãi đá này, máy móc này. Nói chung là kể cả nổ mìn các thứ là anh ấy sẽ quản lý hết về phần bảo dưỡng máy, để làm sao mà cho máy đỡ bị hỏng. Nói chung là từ ngày có anh Nu là gọi là chuyên chăm sóc bảo vệ những cái em quái thú này. Đấy, rồi là chữa cho những em quái thú thì từ đấy tới giờ là máy móc là đỡ tốn kém hơn hẳn. Không sửa máy này, rồi là mỗi lần gọi người vào ấy, không cần biết sửa được hay không là mất 500 nghìn rồi. Đấy, xong là chưa tính là nó hỏng vặt như thế này, nói chung mỗi lần gọi vào tốn kém lắm mọi người ạ. Xính ơi, Xính ơi, em lọc hết đất đá ra ngoài này, còn để đá ra đây nhá, lọc hết đất thôi. Để tí nữa chở xe xuống dưới kia mà. Đấy, bà con thì bây giờ đang đợi máy múc xong là sẽ tiến hành nghiền bột đá luôn. Bột đá cũng rất là nhiều rồi. Bây giờ hôm nay thì cũng đã hết bột đá. Bây giờ tí nữa chúng ta sẽ xuống dưới đường. Còn bây giờ thì Nắng Cao Nguyên sẽ xuống dưới nhà em Tính cùng với em Hậu các thứ để xem là bắn mái đến đâu mọi người ạ. Nó sang bên nhà chú Linh nữa để xem là cái vấn đề móng miếc nữa. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi nhé. Mình đang đến chỗ tổ 1 rồi mọi người. Đây, hôm nay thì anh em mình sẽ sửa lại một chút cái đoạn đường ở đây. Hôm trước là cũng tôn lên rất là nhiều rồi đấy mọi người, nhưng mà nó vẫn bị thiếu đất đấy. Mà bây giờ về vấn đề là đất đá nó rất là hiếm ở trên vùng cao. Đất thôi nha mọi người, đá thì không nói rồi. Đấy, bây giờ phải đổ lại làm sao mà cái mặt này nó phải thật phẳng để đổ đường đi lại cho nó an toàn. Đấy, cái khu vực để ở đây nó cũng may mắn, nó cũng không dốc lắm. Nó không dốc bằng cái đoạn ở dưới từ chỗ cái cây cô đơn đi xuống dưới tổ 1, à tổ 2 mọi người, chỗ điểm trường ấy. Đấy, anh em bây giờ là vừa mới chở thêm được một xe đất đá này trộn lẫn nhau để đổ. Sau đó thì sẽ lấy máy xích ấy, lưu qua lại một vài lần
Đấy. Thì anh em nhá, em ở đây xong là phải gọi cả bà con lên nữa để làm lại mặt đường ấy. Cái này cho máy xúc làm đúng không? Hả? Cho máy xúc làm gì? Ừ thì cứ chở đất đi xong rồi. Chở đất đủ lắm. Ừ. Đấy làm sao thật phẳng em nhé, xong cả cái đoạn ở trên nữa ấy ạ. Gì ạ? Đấy, chúng ta đi xuống dưới này. Đấy. Bà đổ gọn gọn ra để lấy đường cho bà con đi xe máy nữa. Đánh check đít sang bên này này để lấy đường cho bà con đi. Đúng rồi. Xong là như này phải chở xi măng đấy. Thế ạ? Sáng trưa buổi chiều ngay chở luôn xi măng nhá. Chở cả nước luôn để mình chuẩn bị công tác ngày mai mình đổ tiếp. Ừ. Đấy, làm lại mới chỗ này này, nó hơi bị lồi lõm lõm. Đấy làm sao máy xúc nó gạt phẳng ra. Đấy. Phải cả đất cả đá như này mới ăn thua mọi người ạ. Vì là cái đất nó sẽ giữ nguyên đá, nó sẽ không được chắc đường, nó sẽ có lỗ hổng. Còn có cả đất như này thì ok luôn. Đấy. Quá ok rồi. Thôi chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống dưới này để mình xin mời quý vị khán giả xem qua cái tuyến đường đấy. Từ hôm đổ đến giờ cũng được khoảng 200, hơn gần 200m, 200m mọi người ạ. Đấy, chúng ta sẽ đi xuống dưới xem nhé. Hôm qua như mọi người cũng biết là anh em đã chở cái bồn trộn ấy, cái máng trộn ra ngoài kia để vá lại. Nói chung là dùng nhiều nó cũng phải hỏng mọi người ạ. Đó. Còn đường đấy bây giờ là quá đẹp rồi. Đấy, cái chỗ khu vực này này. Đấy, là nó cũng là bằng phẳng, máy múc sẽ gạt đi một chút nữa để cho làm sao cho thuận tiện. Đây mọi người xem này. Đấy, cái do cái bồn trộn nó bị thủng nên chảy rất nhiều nước xi này, rồi là ấy nó ra ngoài này nó rất là phí luôn. Đặc biệt nước ở trên này là phải tiết kiệm. Anh em không thể ấy được. Không thể nói chung là dùng lãng phí nước được. Đó, đây. Ôi, đường rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đây. Cái chỗ đoạn này đây. Thẳng. Cái chỗ đoạn này nó hơi vòng xuống một chút rồi mọi người thông cảm, vì nói chung là anh em không thể cuốc đi được. Dưới nó cái tảng đá nó âm nó dày quá mọi người ạ. Hôm trước cũng cho nổ mìn rồi nhưng mà nó không thể hết được. Đấy. Nên là cái đoạn này nó hơi cong vòng xuống thôi. Chứ nó không phải lượn sóng kiểu này. Nó chỉ này mọi người cảm tưởng đang đi này, nó hơi vòng xuống tí. Đấy. Rồi chúng ta sẽ sang cái điểm tránh xem một tí. Mình đếm nhá. Xem ô là 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đến cái chỗ ấy kia là 15, 15 ô, đấy, mỗi ô 5 mét mọi người. Từ đây xuống cái điểm dưới kia nữa xem nào. Nói chung là cũng được khoảng gần 200 mét mọi người ạ. Đây. Đây cái điểm tránh như này để cho nó rộng rãi ra, đến lúc mà ví dụ hai xe tránh nhau này, hay là ví dụ xe ô tô quay đầu này, thì nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều. Đây mình sẽ đi xuống hẳn dưới này mọi người nhé, để đi xem tổng cái tuyến. Sau đó thì hôm nay là trời là đã tạnh mưa rồi, thì Nắng Cao Nguyên sẽ bay flycam để cho mọi người xem toàn cảnh cái tuyến đường như thế nào. Đây mọi người về xem này, cái bề dày của cái bê tông này. Đây. Mình thử đo bằng cái thước đo bằng điện thoại mọi người. Rồi xem là trung bình chỗ này, vì hôm trước là đã đổi cái kè cái ván mới làm bằng sắt đấy, không làm bằng gỗ nữa. Đây mình thử đo lên nhé. Cái này cái đo rất chính xác luôn đấy. Mọi người ai dùng iPhone thì cứ lên gõ lên cái phần tìm hiểu phần đo. Đấy, đây 18cm luôn. 18 phân, có chỗ 18 phân ấy, thì nó cũng theo mặt đường. Nhưng mà tiêu chuẩn của ấy này là bây giờ nó trung bình là 17 phân rồi. Cận vì lần trước hai cái hộp sắt ấy ghép vào với nhau là 18 phân. À nhầm, 16 phân, 8 x 8 à. Đây, cái chỗ này hôm trước là do đựng bạt này. Nhưng mà có cái bạt này nó lại mặt nó lại sần sùi lên thì đi nó đỡ bị trơn. Bây giờ thì Nắng Cao Nguyên sẽ ở đây, ở địa điểm này để bay xuống flycam xuống cho mọi người xem nhé. Mọi người ạ, bây giờ mình sẽ khởi động
chiếc drone này, Flycam. Đấy, để bay cho quý vị khán giả xem cái tuyến đường DJI. Rồi, ok, Nàng Cao Nguyên sẽ bắt đầu cất cánh đây mọi người ạ. Ok, let's go, bye. Rồi, đây là toàn cảnh tuyến đường. Nàng Cao Nguyên sẽ quay lại cho mọi người xem nhé. Đây, mình sẽ quay lại phía dưới này, bay từ dưới thôn lên cho quý vị xem toàn cảnh cái tuyến đường cũng như là thôn Sáng Sỉ Lủng. Quý vị chờ nó Cao Nguyên một chút, lâu lâu không bay nên là nó hơi gặp trục trặc kỹ thuật một chút, vì bây giờ là phải chỉnh lại để mọi người vừa nãy nó bị trục trặc kỹ thuật một tí, bây giờ thì Nắng Cao Nguyên sẽ bay lại cho mọi người xem nhé. Rồi, khởi động. IOP, bay. Rồi, đây là toàn cảnh ở phía tổ 1 mọi người. Mình sẽ bay lại dưới tổ 2 này, dưới thôn để cho mọi người xem nhé. Rồi, chúng ta sẽ quay lại, sau đó thì sẽ đi xem từng ngõ ngách một ở thung lũng Cán Lủng có gì. Đây mọi người ạ, đây mình bay thấp xuống tí. Rồi, chúng ta sẽ đâm thẳng ra phía điểm trường để xem toàn cảnh tuyến đường cũng như là toàn cảnh thung lũng Cán Lủng. Cũng lâu lắm rồi quý vị khán giả cũng không xem được từ trên cao nó như thế nào, đúng không? Đó, hiện tại Nắng Cao Nguyên đang bay với vận tốc là 50 km/h. Đấy, đây mình sẽ bay thẳng xuống dưới thung lũng từ tổ 4 đi nha. Rồi mình sẽ bật chế độ sport lên, bay cho nhanh. Chế độ sport thì bay có thể lên đến 80 km/h cơ, nhưng mà nó sẽ bị tắt hết sạch cảm biến mọi người ạ. Nếu mà đi va chạm vào là nó sẽ không tự ấy, tự tránh ấy. Đó, đây là khu vực tổ 3 và tổ 4 đây. Mình đang bay với vận tốc là 70 km/h. Chúng ta sẽ ra ngắm dòng sông Nho Quế một chút đã mọi người nhỉ. Đấy. Rồi. Sóng hiện tại vẫn căng thì mình phải cho bay cao thêm một chút nữa. Đây, chúng ta đã đến dưới chỗ tổ 4 và xem dòng sông Nho Quế nha. Rồi. Dòng sông Nho Quế chuẩn bị hiện ra trước mắt chúng ta. Rồi. Rồi, đây dưới này là khu vực thủy điện Nho Quế mọi người ạ. Rất là đẹp đúng không? Rồi, mình sẽ bay cao thêm một chút nữa. Rồi, ở khu vực này thì đứng ở đây thì thỉnh thoảng nó sẽ bị mất sóng nên là Cao Nguyên sẽ quay lại. Ui, lên gặp mây rồi, gặp mây rồi. Cẩn thận gặp yêu quái mọi người ạ. Rồi, đây. Đây, bắt đầu từ đây nhá mọi người nhá. Mình sẽ bay xuống thấp một chút để cho quý vị khán giả hình dung rõ hơn về cái tuyến đường. Đây, từ chỗ này là trên đầu tổ 4 này. Còn tuyến đường nội thôn thì cũng đã làm xong cái phần nền đường hết rồi. Đấy, cấp tốc làm xong cái vấn đề đường liên thôn là sẽ xuống dưới nội thôn mọi người ạ. Rồi mình sẽ về chế độ normal để bay vừa chậm vừa nói chuyện được với quý vị khán giả, cũng như là có thể quý vị khán giả sẽ xem rõ hơn về cái tuyến đường này. Đó, từ đây chúng ta có thể nhìn rõ đây này, cái khu vực tuyến đường nội thôn chỗ nhà em Nù đây. Chỗ nhà em Nù thì hiện tại thì cũng cái phần nền đường là cũng chưa ok lắm mọi người ạ. Đó, từ dưới điểm trường lên chúng ta sẽ bắt đầu xem nhá, xem thật kỹ. Cũng có rất là nhiều quý vị khán giả đấy cũng muốn là xem cái toàn bộ cái công trình, cái tuyến đường từ trên cao. Thì hôm nay thì Nắng Cao Nguyên mới bắt đầu là mời quý vị khán giả đấy, chiêm ngưỡng, theo dõi được. Đó, đây, cái tuyến đường thì hiện tại thì tính đến ở trên này cũng được khoảng 1.3 cây rồi mọi người ạ, 1.3 cây, 1.4 cây rồi. Hôm nay thì các cháu bắt đầu là nhập trường đấy. Ở dưới này thì có gia đình của nhà em Lúa là chuẩn bị xây nhà cái chỗ khu vực cái bể này này.
Đấy, là em xây nhà là em tự đóng gạch mọi người ạ. Nhưng mà tự đánh đóng gạch lâu lắm. Rồi, đây, tuyến đường đây. Mình sẽ bay sát về tuyến đường cho mọi người ngắm kỹ. Đấy. Rồi. Đấy. Tổng chiều dài tuyến đường là 4,3 km. Hiện tại thì cũng đã hoàn thành, gọi là được 1/3 chặng đường rồi. Đấy, cái tuyến, cái chỗ này thì mai sau Nắng Cao Nguyên sẽ sửa lại một chút, để mà vì cái tầm cua nó hơi bị dốc đây. Đấy, nó như Vạn Lý Trường Thành ấy mọi người ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu bay lên cao nào. Đó, đây. Toàn cảnh khúc cua đầu tiên, à khúc cua thứ hai từ dưới thôn lên. Đó, đây là chỗ anh em mình đang đứng đây mọi người ạ. Rất là đẹp đúng không quý vị khán giả? Đấy. Mình lâu không bay flycam nên là hơi ngượng một chút mọi người ạ. Đây, mình sẽ bay cao hẳn lên. Đấy. Đây rồi, đây mọi người sẽ mời mọi người ngắm cái chỗ điểm tránh đây. Đó, tuyến đường sắp chuẩn bị lên đến tổ 4 rồi, à tổ 1 rồi. Đây toàn bộ khung cảnh của tổ 1. Từ đây chúng ta bay thì cũng có thể xem được cái nhà của em Tính mọi người ạ, đang xây như thế nào, đang bắn mái. Tí nữa chúng ta sẽ lên xem. Còn đây là cái chỗ đoạn nhà chú Linh đây. Đấy, mình sẽ tiến lên một chút nữa cho mọi người xem. Anh em đã xây xong kè móng và xong hết rồi đây này. Cái diện tích của nhà chú Linh ấy mọi người là sẽ chỉ có hơn 50m² thôi, vì là diện tích đất là không có. Đấy. Rồi, phải ra mé mé bên này mới nhìn kỹ được cái nhà của em Tính đang chuẩn bị bắn mái như thế nào. Đấy, mọi người thấy mặc áo đỏ kia chính là em Hậu đây. Hậu đang nào, đang làm gì đây? Đang lên chuẩn bị cho mái lên. Đó, đây là toàn bộ nhà em Tính đây. Đấy, mọi người xem này. Đấy, đứng đằng trước cái lùm tre rừng trúc rất là đẹp luôn. Rồi, ok, chúng ta sẽ đi tiếp tục là đi xem tham quan tuyến đường nhá. Lên xem toàn bộ cái tuyến đường nó như thế nào. Đây, cái tuyến đường đây, điểm tránh tiếp theo đây mọi người ạ. Là chỗ cái ô tô đang chuẩn bị đến này. Chúng ta sẽ cùng nhau xem cái ô tô quay đầu một chút, sau đó thì tiếp tục di chuyển lên bãi bột đá mọi người nhá. Đó, thấy chưa? Đây. Đấy, chỗ này là chỗ ô tô quay đầu đây. Nếu mà không có chỗ quay đầu thì đi nó rất là khó luôn. Đấy, bắt đầu chở đá xuống để bồi thêm vài chỗ, nói chung là nó đang bị lõm. Cái điểm này cua thì cũng rất là rộng, để mà xe 5 tấn này cua thoải mái luôn mọi người. Đấy, bay ra phía núi này, bây giờ hiện tại là chưa có, mình đã tắt cảm biến đi rồi. Thì đang bay cao này có cảm biến thì nó hơi khó, chỉ đi vào những cái khu vực nào mà nó có nhiều chướng ngại vật ấy. Không, đang bay cứ tít tít khó chịu lắm. Rồi, xe cuối cùng đã lùi xong đây. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi lên trên xem đoạn đường còn gì nữa không. Nước hiện tại mấy chỗ bể nước này vẫn còn nước này mọi người này. Đây, mình sẽ phóng thẳng lên trên bãi bột đá. Đây, cái khu vực này là khu vực phải nổ mìn nhiều nhất đây. Đây, đá nó rải rác xuống dưới này. Mấy nữa là sẽ phải cùng với bà con, tập hợp cùng với bà con là đi nhặt hết những cái hòn đá đấy. Đây, toàn cảnh tuyến đường đây mọi người. Đó. Đấy, chúng ta càng bay lên cao thì càng nhìn thấy mây. Mây tầng nào gặp gió, gió tầng nào gặp mây tầng đấy đúng không mọi người? Ôi, bay qua một làn sương mờ rất là ảo diệu luôn. Wow, quá đẹp. Đấy. Vì phi thẳng lên trên cái kia, khúc cua thứ hai kia cũng phải mở rộng ra. Rồi. Đó, mọi người cũng vừa rồi cũng xem được toàn bộ cái tuyến đường nó như thế nào. Bây giờ Nắng Cao Nguyên sẽ quay về lại vị trí, vì là
Flycam này bay thì cũng chỉ được khoảng tầm 20 đến 30 phút thôi mọi người ạ. Nó cũng không được lâu cho lắm. Ok, đây. Từ này mọi người có thể xem được toàn bộ này. Cái khúc cua, khúc khuỷu nó như thế nào. Nói chung là một vài chỗ mình vẫn phải sửa lại mọi người ạ. Không thể để như thế này được. Để đi nó rất là khó. Thôi, Nắng Cao Nguyên sẽ hạ thấp độ cao một chút. Chúng ta vừa nãy đang ở độ cao là 400m so với chỗ Nắng Cao Nguyên đang đứng. Đấy. Bây đang hạ dần xuống. Ê, lấy cam đâu rồi? Còn chưa nhìn thấy đâu ấy. À, đây rồi. Công trưởng thôn nhìn thấy chưa? Không khác gì ong vỡ tổ nhỉ? Đúng rồi đấy, giống như ong luôn. Ong bay về hết. Đây. Ok, chúng ta đã kết thúc chuyến hành trình. Đấy, đang ngồi đây thì gặp trưởng thôn. Trưởng thôn đi chở bàn xong chưa? Còn nhiều không? Chở một chuyến về hai bộ, của hai bộ nữa. Còn hai bộ một chuyến chở được cái gì? Vâng. Ừ, thế thôi thì anh bảo để anh định đánh ô tô lên chở cho. Một chuyến. Ừ, thế chở xe máy được, thôi chịu khó một tí nhá. Vâng, chở xe máy anh ạ. Ừ. Vâng. Thôi anh đi lên trên nhà Tính với nhà chú Lình một tí để xem là mọi người làm đến đâu rồi. Vâng, Ừ. Đi, thế thì anh đi nhờ luôn. Ừ, đúng rồi. Trưởng thôn đèo anh nhá. Vâng. Đi bộ lên mệt lắm. À, lúc nãy đi bộ xuống rồi. Đi bộ xuống. Đây này mọi người ạ, đây này hôm trước anh em đã đào rồi, đã thử đào đoạn này, ui rồi đá này. Toàn đá âm ở dưới mà chỗ này nổ mìn không thể nổ được luôn. Nói chung nó chỉ trúng đúng một chỗ này thôi. Nếu mà múc được cái chỗ này đi thì đẩy đất xuống dưới này một chút thì nó sẽ thoải mái hơn mọi người ạ. Nhưng mà không thể múc nổi đây, đá này, đá tảng này. Đấy, xong là những cái khối đá nó rất dày luôn ra tận cả chỗ này. Nên hôm trước múc là lại phải trả lại hết, không thể ấy được. Không biết làm nào cả. Thôi nói chung là sẽ đắp phần phía dưới bù. Chịu khó mọi người ạ. Đấy, khi mà đi, vì chỗ này nó thấp mà. Nói chung đào từ dưới kia chém một phát là đều hết. Lại còn có đất để đổ vào chỗ khác ấy, không phải đi tìm ở chỗ nào nữa. Đấy, xe đã được vừa mới bay được khoảng xuống được khoảng 15 phút thì đã chuyến xe thứ hai đã chở đất xuống tiếp rồi. Các chị em thì vẫn đang giúp cho nhà chú Linh để làm nhà. Đấy. Chúng ta sẽ xuống. Vì bây giờ là trực tiếp là em Gia sẽ quản lý phần làm đường. Còn phần làm nhà là bạn Hậu. Bây giờ làm nhà liên tục rồi ấy mọi người. Ôi chào chị em nhá. Múc bột đá có mệt lắm không? À đâu đi đặt bẻ ngô chứ nhỉ? Bột đá chắc chở xong hết rồi. Đấy, xe kia mọi người. Rồi chúng ta đi xuống thôi. Xong là chiều nay là sẽ ra xem là cái máng nó như thế nào. Cái khu vực này mình sẽ vận động bà con làm cái cầu thang đi xuống. Đi cho đỡ nguy hiểm. Các cháu lẹo trèo leo cho sợ lắm. Đi. Ôi, anh chào em nhá. Đi bẻ ngô à? Đi bẻ không ạ? Ừ. Ngô nhà mình vẫn chưa bẻ hết à? Bẻ hết rồi. À. Ừ ok em. Ôi chào anh em nhá. Ô anh ấy xuống đây làm à? Thôi anh em chịu khó tí nhá, cố gắng làm cho đẹp tí nhỉ. Đây hôm em Hậu em đã làm cái phần móng căn cho hết bà con rồi. Đây đây là cái phần gian phòng ngủ này. Đấy, phần farm vì cái nhà thì cho một mình em Pó ở ấy. Nên là cũng là diện tích nó sẽ nhỏ hơn cái là hôm anh em tính là 54m2 mọi người ạ. Nhưng mà để mà 54m2 nó cũng không nhỏ đâu, cũng rất là rộng rãi luôn đấy. Đấy, đây, xin mời quý vị khán giả xem. Đây, còn bên này là phòng khách này. Đấy, phòng bếp bên này. Bếp bên này sẽ giáp tới bên chỗ nhà chú Lình luôn. Hai cái bếp gần như cạnh nhau, đấy. Xây gạch sẽ xây móng hoàn toàn bằng gạch hết. Vì là mọi người thông cảm vì cái phần gạch này
à nhầm, phần móng mà xây bằng đá lâu lắm. Mà đây chỉ là nhà cấp 4 thôi. Có rất là nhiều nhà bà con được xây ở còn không làm móng luôn đấy. Nhưng mình vẫn phải đảm bảo. Này vừa nãy quên chưa tắt cái điều khiển. Ok à. Này, cái bếp nó cũng rộng rãi thoải mái, nhất là phòng khách nó cũng phải rộng một chút. Ngày nay là xây xong cái móng này ấy nhỉ, anh Chí nhỉ? Xong cái móng này. Ừ. À, mai bắt đầu lên tường luôn chứ. À đâu, mình còn sắt xiếc, mình còn làm dầm móng là dầm nữa mà. Ừ. Mình phải làm dầm đấy. Cái này không làm dầm không được vì là sợ nó bị lún đấy, nó bị gãy tường ấy. May làm rồi. Ok anh. Rồi anh em làm nhé, em sang bên này tí đã. Thôi chúng ta sang bên nhà em tính mọi người ạ. Ba tổ là đang hoạt động hết công suất luôn. Mọi người cũng thông cảm vì là bây giờ tại làm sao cũng có rất nhiều quý vị khán giả đóng góp ý kiến ấy. Là không thấy bà con đi làm bây giờ là thực sự ra là cũng phải nói thật ấy. Đáng Cao Nguyên cũng xin tâm sự thật là bà con làm nói chung là cũng để từ lúc làm Cao Nguyên làm nó gọi là hơn một năm nay rồi. Chung làm bà con nhiều khi cũng nản chí mọi người ạ. Đáng Cao Nguyên cũng biết là cái này chậm là do Đáng Cao Nguyên này đang cố gắng khắc phục. Vấn đề tiếp theo nữa là bà con, một số anh em chăm chỉ, thực sự luôn. Một số anh em chăm chỉ là đi làm thuê ở các cái khu công nghiệp rồi là công ty hết rồi. Ở nhà chủ yếu là còn người già, phụ nữ, trẻ em, đấy còn một số thanh niên thôi. Thì cũng đi làm bãi bột đá này, đấy xong là làm đường này, không còn ai làm nhà nữa. Đấy, ở phía bên này thì nhà em tính về cái vấn đề đấy, nhà thì đã có bạn Hậu là làm cho cái phần mái là đã không mất công rồi. Trong team Nắng Cao Nguyên là sẽ giúp đỡ cho bà con làm cái phần đó. Đây, anh em hôm nay cũng đến nhà em tính hộ nhau bán mái đây. Ô, em chào anh Lùng nhá, lên bao giờ đấy anh Lùng ơi? Lâu lắm mới thấy, phải đi làm thế lên được một tháng rồi à? Ồ, thế bây giờ mình lên tích cực làm đường thôi nhỉ? Rồi giúp bà con làm mái nhà gì? Ừ, bà con nhá. Đây là chú Linh nhá. À đây, từ từ Hậu nhá. Để anh vào đã. Ờ thì Nắng Cao Nguyên cũng xin giải thích lại về cái vì kèo này hôm trước bạn Hậu làm. Thực ra thì cái vì kèo này là hôm trước là bạn Hậu làm như này vì để cho đỡ tốn cái phần sắt cho bà con ấy. Nhưng mà quý vị khán giả đóng góp ý kiến làm vì kèo sai. Thực ra thì không phải, Nắng Cao Nguyên cũng xin giải thích là cái vì kèo này thực ra để cái mái nó rất là nhẹ. Đấy, nó không chịu lực nhiều lắm nên là chỉ làm này. Nhưng mà đây quý vị khán giả đóng góp thêm ý kiến là thà làm đúng theo kiểu vì kèo Nắng Cao Nguyên. Đây cũng đang và bạn Hậu xin phép được làm lại đúng như quý vị khán giả nói luôn. Thêm sát hàn cái là xong mà, mấy thanh chéo này thôi là ok đây, chéo này. Hai cái chéo này phát là ok rồi. Thôi chịu khó tí Hậu nhá. Thôi để làm sao cho hình dáng cái nhà nó đẹp hơn thì Nắng Cao Nguyên xin phép làm như thế. Sao tí nữa lên mái luôn đúng không? Giờ lên luôn đấy. Giờ lên luôn thì. Thôi cái đấy để sau mình lên mái trước. Hàn trước gì? Đấy, mà đây mọi người đây. Thế này. Đấy, như thế này là ok đúng không ạ? Ở đây cái máy hàn ok không Hậu? Hàn ok gì? Còn đây là cũng cái căn nhà đầu tiên của bà con làm nên nhiều cái, ví dụ nhất là vấn đề cột đổ nó chưa được thẳng mọi người ạ. Thì là anh em mình cũng có chưa nhiều kinh nghiệm nhiều lắm. Nói chung sẽ cố gắng hết sức cái căn nhà thứ hai sẽ làm nó đẹp hơn. Bên này thì em tính ngủ tạm đây. Hôm nay là làm bắn xong mái rồi nhỉ? Không nhờ. Mà hôm nay là xong hết mái rồi ấy nhỉ? Ừ. Xong bắt đầu chuyển sang em tập trung sang giúp nhà chú Linh nhé. Đấy. Đâu tính đâu ấy nhỉ? À tính ở trên này à? Rồi xin mời quý vị khán giả theo dõi anh em làm một chút, sau đó thì sẽ trực tiếp lên bắn mái luôn, lợp mái luôn.
sau em làm cứ làm như này nhá, kiểu cho nhìn nó đẹp, nó khán giả nó nhiều quá nhá. Một cây nữa là được không? Cái này được không? Ừ. Nha, cắt chấm đi. Cẩn thận nhá. Bát cẩn thận nhá. Úi, úi rồi hỏng bây giờ. Hả? Con sợ bị giật đâu. Không giật được đâu mà. Đấy, cho tính tập hàn luôn mọi người ạ. Không giật được đâu. Nhưng mà đi dép vào, tính ạ. Cứ đi chân đất cho nó giật cho nhảy ngược lên giờ. Bắt tắt điện rồi à? Đấy mọi người ạ, vì nắng cao nguyên cũng xin phép là riêng cái mái đằng sau này là sẽ không làm máng nước, vì ở đằng sau cái mái cái lá tre nó rụng rất là nhiều luôn, là sẽ không lấy nữa. Đấy mọi người xem, em tính đang tập hàn. Đấy, tính chuẩn bị làm thợ cơ khí được rồi nhỉ, tính nhỉ. Đó, xong tí nữa sẽ bắt đầu lên mái mọi người ạ. Mọi người ạ, bây giờ thì bạn Hậu sẽ làm nốt cái máng tôn, sau đó thì bắt đầu mới lên mái mọi người ạ. Thì riêng cái máng tôn thì chỉ làm được mái đằng trước thôi. Như vừa nãy mình cũng đã nói rồi, mà cái máng đằng sau ấy, do là cái tre, bụi tre nó nhiều quá nên là lá tre nó sẽ chảy hết xuống cái máng, nó sẽ nói chung là không lấy được nhiều nước, nó bẩn lắm. Nên là anh em mình chỉ làm mái đằng trước, riêng nhà em tính thôi. Được không? Sau nhiều lá tre. Ừ, đằng sau nhiều lá tre. Đấy, thì cũng xin lỗi quý vị khán giả ấy, vì những cái comment đóng góp ý kiến của quý vị khán giả là tại làm sao mình lại quay đi quay lại nhiều một cái nội dung ấy. Vì bình thường buổi sáng anh em mình quay xong là bạn Hậu cũng quay nữa. Chủ yếu là Nắng Cao Nguyên cũng muốn là cái phần video bên chỗ bạn Hậu và em Công ấy là quay chi tiết cái công trình, ví dụ làm nhà hay làm đường như nào để cho quý vị khán giả xem. Ví dụ chẳng may mà có lỗi lỗi về vấn đề gì đấy thì mọi người cũng có thể đóng góp ý kiến cho Nắng Cao Nguyên được, để mình có thể biết để mà sửa ấy. Chứ còn bình thường mình đi quay này thì sẽ quay cái video tổng thể cho mọi người xem thôi. Nếu mà quay chi tiết thì nó lại video nó lại dài quá, nó lại thừa ấy mọi người ạ. Thế bây giờ thì Nắng Cao Nguyên cũng sẽ rút kinh nghiệm về vấn đề này. Đấy, từ giờ là sẽ buổi sáng mình sẽ quay này, xong buổi chiều thì em Công với bạn Hậu sẽ quay trực tiếp, gọi là quay chi tiết luôn cho quý vị khán giả xem. Thôi bây giờ thì như quý vị cũng biết là video nó cũng dài rồi, thì Nắng Cao Nguyên cũng xin được để cái phần mái này ở tập sau để cho quý vị khán giả xem. Nắng Cao Nguyên cũng xin được kết thúc video tại đây. Mọi người thấy video hay hãy like và chia sẻ và hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.